Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất nông sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của IUU, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm. Tại địa bàn các xã phường thuộc huyện Diễn Châu và thị xã Cửa Lò, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan liên quan, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU cho các chủ tàu thuyền và ngư dân. Toàn tỉnh Nghệ An có 3.384 phương tiện tàu cá từ trên 6m đến dưới 30m để ngư dân chấp hành khai thác IUU. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp đến các phương tiện để tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác hải sản, khai thác, vận hành thiết bị giám sát tàu cá đúng quy định và ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài, không vi phạm khai thác IUU. Cũng trong dịp này, các báo cáo viên của Bộ đội Biên phòng đã tuyên truyền đến các chủ phương tiện và ngư dân về luật biển, các quy định của Ủy ban châu Âu về IUU.